Việt Nam đã tham gia đàm phán ký kết 17 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có 15 hiệp định đã và đang thực hiện. Kim ngạch xuất khẩu sang nhiều thị trường có mức tăng trưởng hai con số mỗi năm. Theo các chuyên gia, FTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trực tiếp nguyên vật liệu thay thế nhập khẩu, từ đó giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa của hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chủ động để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.